Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, năm Canh Tý 1900, liên quân 8 nước tấn công, nhà Thanh sau đó sụp đổ. Năm 2020 đúng Canh Tý, bao vây đa quốc gia, sụp đổ là khó tránh. Bát thập quốc liên quân 80 nước sẽ tính sổ với Tàu Cộng. Trung Quốc từng phải dành 5 năm GDP quốc gia để bồi thường cho 8 nước hay là chuyện bát quốc liên quân? Mấy hôm nay bà con lao sao vụ liệu thế giới có liên kết lại kiện Bắc Kinh, bắt Bắc Kinh bồi thường thiệt hại từ việc bưng bít che giấu thông tin đại dịch khiến cho cả thế giới trừ đang phải lãnh đủ hay không. Thiệt hại kinh tế có thể tính được nhưng hàng vạn nhân mạng thì làm sao mà tính. Thậm chí Viện Nghiên cứu Henry Jackson Society ở Anh còn tạm tính thiệt hại do tàu gây ra là 6.500 tỷ đô la. Cho riêng các nước G7. Chuyện tính sổ với nhau chắc chắn bọn đế quốc thực dân sẽ tính toán với Tàu Cộng mặc kệ nó. Còn mình và Trung Quốc là anh em láng giềng, anh em nặng tình hữu nghị. Mình đề nghị các bạn không nên vỗ tay ủng hộ nếu bọn đế quốc liên kết chống ông anh của chúng ta. Chỉ là nhân vụ đòi Trung Quốc bồi thường, mình moi lại cái đề tài, tài liệu này ra phục vụ cho chúng ta, cho chúng ta cùng biết. Chuyện là cách đây đúng 120 năm cũng vào năm Canh Tý 1900. Thì năm nay cũng là năm Canh Tý 2020, Trung Quốc đã từng bị liên quân 8 nước, bát quốc liên quân gồm có Đức, Nga, Mỹ, Pháp, Anh, Nhật, Ý, Bỉ. Tức là nước tỷ lợi thì phiên theo kiểu Hán. Ngoài ra còn thêm 8 nước khách đánh hôi là Áo, Hà Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Lý do thế giới đánh hội đồng bọn tàu xin gốc hoặc xem linh thì chúng ta có thể thấy là sau cuộc thảo phạt này các nước bắt Trung Quốc phải bồi thường như sau. Nước Đức đòi 750 triệu lượng bạc. Nga, Pháp muốn càng nhiều càng tốt. Anh, Mỹ, Nhật khuyên nên chú ý đến sức lực Trung Quốc có thể gánh vác được nên đòi hỏi nhẹ hơn. Kết quả là tàu chấp nhận bồi thường 450 triệu lượng, ước tính khoảng 67 triệu bảng Anh. Giá thời giá năm 1900 tương đương với giá thu nhập trong 5 năm của Trung Quốc. Số tiền bồi thường được chia ra như sau: 80% dành cho chính phủ các nước, số còn lại bồi thường cho tư nhân. Về số tiền bồi thường cho các nước, Nga chiếm 29%, Đức chiếm 20%, Pháp 16%, Anh 21%, Nhật 8%, Mỹ 7%, Ý 6% và Bỉ 2%, số còn lại dành cho Áo, Hà Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Số tiền bồi thường cho các nước vượt quá phí tổn chiến tranh, tiền bồi thường chia trả cho 39 năm, mỗi năm chịu 0,4% tiền lợi. Trung Quốc bây giờ không như Trung Hoa thời nhà Thanh ngày xưa, nhưng mình học triết học Marx Lenin thì quy luật phủ định của phủ định, một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, chỉ ra khuynh hướng của sự phát triển. Theo đó, sự phát triển của sự vật hiện tượng có xu hướng khuynh hướng lặp lại giai đoạn đầu nhưng ở trình độ cao hơn, phát triển theo hình xoắn chồn ốc. Sau 30 năm, giờ mình mới có dịp vận dụng triết học Marx Lenin. Trong một diễn biến khác, nhà quan sát Đoàn Duân Đặng cho biết theo học giả Trung Quốc Trương Lập Phàm, nhiều người nước này đang so sánh tình hình hiện nay với năm Canh Tý 1900 khi bát quốc liên quân chiếm đóng Bắc Kinh, dẫn đến việc ký điều ước Tân Sửu 1901, bao gồm khoản bồi thường chiến phí to lớn. Sau 120 năm, tình hình hiện nay có thể hình thành bát thập quốc liên quân 80 nước chứ không phải là 8 nước như ngày xưa, bởi có nhiều nước muốn truy trách nhiệm đòi Trung Quốc bồi thường vì gây ra thảm họa toàn cầu hiện nay. Tập Cận Bình có lẽ cũng nhận thấy sự thay đổi tình hình trong cuộc họp thường vụ Bộ Chính trị ngày 8 tháng 4 đã kêu gọi chuẩn bị tư tưởng và công tác ứng phó với những thay đổi hoàn cảnh bên ngoài kéo dài. Theo giới quan sát, giới lãnh đạo của Trung Quốc rất hiếm khi đưa ra những nhận định kiểu như thế này. Còn với học giả quốc tế
Làm thế nào để buộc Trung Quốc phải đền bù thiệt hại do virus Vũ Hán gây ra? Trong một bài bình luận đăng trên National Review, các tác giả John Zhu và Ivana Sader tại Viện Doanh nghiệp Mỹ AEI đã đề xuất một số biện pháp pháp lý nhằm buộc Trung Quốc phải đền bù thiệt hại do virus Vũ Hán mà chính phủ chính Tập Cận Bình gây ra. Theo hai học giả giáo sư luật John Zhu và tiến sĩ luật Ivana Sader, một trong những câu hỏi lớn đối với cộng đồng quốc tế hiện nay là làm thế nào để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và chính trị đối với tất cả những sự bất lương của họ đã gây tổn thương cho nhân loại trên toàn thế giới. Theo các báo cáo, các cơ quan tình báo Mỹ đã xác nhận với Nhà Trắng rằng Trung Quốc đã cố tình nói giảm đi số người nhiễm bệnh và bị chết do dịch virus Vũ Hán. Sự lừa dối đó xảy ra sau khi Bắc Kinh liều lĩnh che đậy tin tức về nguồn gốc sự lan truyền nhanh chóng và gây chết người do virus Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019 và tháng 1 năm 2020. Các quan chức Trung Quốc đã trừng phạt các bác sĩ, những người đã cố gắng bảo vệ về sự bùng phát của virus ở Vũ Hán. Họ đã làm chậm xác định và nghiên cứu về virus và cho phép hàng ngàn người Vũ Hán rời khỏi khu vực này đến phần còn lại của thế giới. Hai học giả nêu rõ. Theo hai học giả, nếu như mà Trung Quốc là một cá nhân, một công ty hoặc một quốc gia tuân thủ luật pháp thì sẽ phải bồi thường cho những thiệt hại mà họ đã gây ra trên toàn thế giới. Chỉ riêng Mỹ, nước này đã phải chịu tổn thất với 200.000 hoặc nhiều hơn sinh mệnh người chết, thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la và chi phí chăm sóc sức khỏe hàng ngàn tỷ đô la trong hoạt động kinh tế không còn tồn tại nữa và hàng nghìn tỷ đô la trong chi tiêu của chính phủ. Những thất bại của Trung Quốc khiến cho họ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật pháp quốc tế, nhưng đại dịch virus Vũ Hán đã phơi bày cuộc khủng hoảng về tính không hiệu quả và tham nhũng của các tổ chức quốc tế. Do đó, thay vì tập trung vào luật pháp quốc tế, Mỹ cần phải bảo vệ lợi ích quốc gia của mình bằng cách chọn cơ chế trợ giúp, hai học giả này nhận định. Hai học giả cho rằng các tổ chức quốc tế không thiết lập được phương thức nào có ý nghĩa để buộc Trung Quốc phải khắc phục tổn hại mà họ đã gây ra. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được cho là cơ quan lập pháp và là hành pháp tối cao trong luật pháp quốc tế không thể buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì Trung Quốc và Nga sẽ thực hiện quyền phủ quyết của Ủy viên Thường trực đối với bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo hai học giả, Trung Quốc đã khiến cho Liên Hợp Quốc bất lực mặc dù Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antony tuyên bố đại dịch virus Vũ Hán là cuộc khủng hoảng thách thức nhất thế giới kể từ Thế chiến thứ hai vì nó đã trở thành mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách đóng cửa các khu vực kinh tế toàn cầu và giết chết hàng ngàn người nếu không phải là hàng triệu người. Mỹ và các đồng minh cũng có thể cố gắng kiện Trung Quốc trước một tòa án quốc tế như Tòa án Công lý Quốc tế, mặc dù cho đến nay chưa có quốc gia nào bị kiện vì vi phạm các hiệp ước về bệnh truyền nhiễm, hai học giả này nhận xét. Tuy nhiên, ngay cả khi một tòa án phán xử Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tổn hại do việc xử lý virus Vũ Hán của họ gây ra, Trung Quốc sẽ phớt lờ mọi quyết định, hai học giả này lưu ý. Khi tòa án trọng tài thường trực PCA tuyên bố việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông đã vi phạm luật pháp quốc tế, Bắc Kinh chỉ đơn giản là phớt lờ phán quyết. Một quan chức của Trung Quốc còn ngang ngược tuyên bố rằng phán quyết không có khác gì một tờ giấy vụn. Sau đó, hai học giả cho rằng không nên mong đợi gì khác với Trung Quốc trong trường hợp đại dịch virus Vũ Hán. Theo hai học giả, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ có cơ chế giải quyết tranh chấp yếu ớt, không có tính ràng buộc. Nhưng việc Trung Quốc không thông báo kịp thời sự bùng phát virus corona cho WHO đã vi phạm điều lệ y tế quốc tế IHA, trong đó yêu cầu các quốc gia thông báo cho WHO về tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng tiềm tàng của mối quan tâm quốc tế. Trên thực tế, Trung Quốc đã sử dụng quỹ chiến tranh của họ để thao túng WHO, tài trợ hàng năm của Trung Quốc cho tổ chức này.
dựa trên sự đóng góp tự nguyện đã tăng lên 86 triệu đô la kể từ năm 2014, tăng 52%. Tổng giám đốc WHO ông Tedros đã ca ngợi giới lãnh đạo Trung Quốc là cởi mở, chia sẻ thông tin với cộng đồng quốc tế và tuyên bố Trung Quốc đã cho thế giới thời gian để chuẩn bị đối phó với virus Vũ Hán. Vào tháng 1 năm 2020, WHO đã nhắc lại con vẹt quan điểm của Trung Quốc rằng không có bằng chứng rõ ràng nào cho việc lây truyền giữa người với người của chủng virus Vũ Hán. WHO cũng đã nghe theo quan điểm của Trung Quốc về Đài Loan, loại trừ tư cách thành viên và ngăn cản Đài Loan tham gia các cuộc họp đối với virus Vũ Hán. Mặc dù một số học giả cho rằng một ngân sách lớn hơn sẽ giúp cho WHO hoạt động hiệu quả hơn, chính quyền Trung đã hành động đúng khi giảm đi một nửa khoản đóng góp của Mỹ. WHO không chỉ là tổ chức ưu ái Trung Quốc mà còn chi 200 triệu đô la mỗi năm cho các quan chức của họ đi du lịch xa xỉ. Mỹ nên điều tra WHO và tổng giám đốc của nó để vạch trần mối quan hệ của họ với Trung Quốc, hai học giả này kêu gọi. Theo hai học giả, thay vì dựa vào các thể chế quốc tế tham nhũng đầy mâu thuẫn như WHO, Hoa Kỳ và các đồng minh cần dựa vào nguồn lực của tự thân mà không cần sự trợ giúp của người khác để bảo vệ chống lại sự bùng phát của virus tiếp theo. Mỹ nên tạo ra một cơ chế giám sát mới có thể phát hiện sớm các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, truyền tải thông tin về chúng một cách đáng tin cậy và phối hợp các nỗ lực quốc gia để triển khai đáp trả. Cách thức kiểm tra của cơ quan chức năng nguyên tử quốc tế đối với vũ khí hạt nhân bất hợp pháp có thể cung cấp một mô hình tham khảo. Hoa Kỳ và các quốc gia giàu có khác có thể thiết lập một hệ thống kiểm tra tương tự và cung cấp hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển, đồng ý tham gia. Hai học giả cho rằng tin nhưng phải kiểm chứng có thể phải trở thành khẩu hiệu không chỉ cho các hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân của Tổng thống Ronald Reagan với Liên Xô và mà còn cho một hệ thống y tế toàn cầu thực sự hiệu quả. Theo hai học giả, Mỹ cũng cần trừng phạt Trung Quốc vì họ đã không ngăn chặn kịp thời virus Vũ Hán. Việc trừng phạt này sẽ là một động lực để Bắc Kinh sửa đổi đường lối của mình. Washington có thể thuyết phục các quốc gia chủ đạo tham gia cùng với mình trong việc ngăn chặn các nghiên cứu sinh và sinh viên Trung Quốc ra khỏi các trung tâm nghiên cứu khoa học và trường đại học. Trung Quốc đã sử dụng chương trình ngàn nhân tài của mình tuyển dụng các nhà khoa học để giúp đánh cắp công nghệ nhạy cảm từ các phòng thí nghiệm của Mỹ. Hai học giả cho hay trước việc Viện Khổng Tử của Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động tuyên truyền trong khi giả dạng là trung tâm văn hóa Trung Hoa tại các trường đại học Mỹ. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, tiểu bang Texas và hạ nghị sĩ Francis Rooney, tiểu bang Florida đã đưa ra đạo luật ngăn chặn hành vi trộm cắp và gián điệp đại học để giúp cho các trường bảo vệ chống lại các mối đe dọa của các đối thủ nước ngoài. Theo hai học giả, Mỹ và đồng minh cần tăng thêm áp lực buộc Bắc Kinh áp dụng lập trường hợp tác minh bạch hơn đối với sức khỏe cộng đồng thông qua việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế gây ra những tác hại kinh tế nghiêm trọng đối với Trung Quốc. Chính quyền của Trung có thể tăng cường nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc mua và bán các công nghệ tiên tiến như vi mạch, trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ sinh học. Mỹ đã thực hiện một bước quan trọng theo hướng đó trong tuần này bằng cách thực hiện các biện pháp mới về xuất khẩu vi mạch cho Huawei, hai học giả nhấn mạnh. Hai học giả kiến nghị Mỹ cần sử dụng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với các nhà lãnh đạo cụ thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người ủng hộ họ bằng cách đóng băng tài sản của họ và cấm đi lại. Chính quyền cần áp đặt hình phạt đối với những người ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, sao cho họ phải thay đổi chính sách để giảm bớt thiệt hại kinh tế của chính họ. Ngoài việc tạm dừng bất kỳ hợp tác thương mại nào với Bắc Kinh, chính quyền Mỹ cũng có thể thu giữ tài sản của các công ty nhà nước Trung Quốc. Theo sáng kiến vành đai con đường, Bắc Kinh được cho là đã cho các quốc gia đang phát triển ở châu Phi, Đông Âu và Mỹ Latin vay hàng tỷ đô la, sau đó tiếp quản các cảng và cơ sở chiến lược của các nước này khi khoản nợ đến hạn. Mỹ có thể đảo ngược chiến lược này của họ bằng cách hỗ trợ việc tước đoạt các tài sản này thông qua quy trình pháp lý và hủy bỏ các khoản này,
như là khoản bồi thường cho tổn thất virus corona, virus Vũ Hán, hai học giả đề xuất. Cũng theo hai học giả này, tịch thu tài sản của Trung Quốc sẽ cho phép Mỹ cuối cùng sử dụng luật pháp quốc tế để tạo lợi thế cho mình. Hãy để Trung Quốc tìm cách ra tòa và tuyên bố rằng Hoa Kỳ và các đồng minh có thể giới cùng với thế giới đang phát triển đã vi phạm luật của quốc tế. Cuối cùng, hai học giả luật quốc tế này kêu gọi hãy để cho Bắc Kinh cố gắng chứng minh rằng các quốc gia này không có quyền được bồi thường trước việc họ, tức là Trung Quốc, che giấu sự bùng phát của dịch virus Vũ Hán. Hãy để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng tuyên bố bên ngoài biên giới của chính họ, giống như ở trong nước, rằng họ có thể phủ nhận lương tri và đổ lỗi cho chính những nạn nhân của họ về việc làm sai trái của họ, gây ra thảm họa y tế công cộng tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Vốn dự án tăng sốc đến 36 lần, Bí thư Ninh Bình nói lỗi do cơ chế. Tâm lý ban đầu là làm sao cứ được xếp vào danh mục, nhưng khi làm rồi thì không thể như thế được. Vì đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, dẫn đến phát sinh, nên phải điều chỉnh dự án. Lỗi này ở đây chính là câu chuyện về cơ chế. Bí thư tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh lý giải về dự án phải điều chỉnh tăng vốn 36 lần của tỉnh. Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước do Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phước trình bày tại Quốc hội trong phiên khai mạc đề cập đến tình trạng xác định tổng mức đầu tư dự án còn sai sót, thiếu chính xác, phải điều chỉnh nhiều lần với giá trị lớn. Cá biệt dự án nạo vét xây kè bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê, tỉnh Ninh Bình điều chỉnh tăng gấp 36 lần từ 72 tỷ đồng lên 2.595 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 5, bên lề kỳ họp Quốc hội, Bí thư tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh lý giải về những nguyên nhân khiến cho dự án điều chỉnh nhiều lần dẫn đến đội vốn lên 36 lần. Theo bà Thanh, trong giải phóng mặt bằng khi làm thì cứ nghĩ đơn giản chỉ ngần này thôi, nhưng khi bắt đầu vào làm thì khác. Sông Sào Khê vào khu cố đô nên yêu cầu phải rộng ra và có liên quan đến dân, đến giải phóng mặt bằng, tái định cư nên phải lo hai đầu, trả tiền cho dân tại chỗ và khu tái định cư cho người dân. Nguyên nhân đội vốn là khảo sát không kỹ quy mô, nghĩ đơn giản. Tâm lý ban đầu là làm sao cứ được xếp vào danh mục. Đầu tiên là quy mô vừa vừa để chấp nhận vào danh mục, nhưng khi vào rồi thì không thể như thế được. Vì đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, dẫn đến phát sinh nên phải điều chỉnh lại dự án. Lỗi ở đây chính là câu chuyện về cơ chế, bà Thanh lý giải. Theo Bí thư Ninh Bình, chủ đầu tư đương nhiên phải chịu trách nhiệm về việc đội vốn này và cơ quan cũng có trách nhiệm liên quan. Tuy nhiên, đây là một lỗi tổng hợp bắt đầu từ cơ chế chung về vấn đề đầu tư như việc xác định dự án, danh mục dự án, tổng mức đầu tư cho địa phương như các dự án nhóm ABC. Từ những quy định như vậy, chủ đầu tư xem khả năng của mình vào nhóm nào, khi vào triển khai thì thực tiễn theo yêu cầu như thế. Theo bí thư của tỉnh Ninh Bình, vừa rồi luật đầu tư công có thay đổi lại, trong đó liên quan đến thẩm định nguồn vốn, xác định nguồn vốn và đủ cho các dự án không. Thế nhưng lại có bất cập, dự án thì lớn, vốn không có, lại xuất hiện khó khăn mới. Giữa quy mô và vốn lại chênh nhau, đấy cũng là lý do cho việc giải ngân chậm. Khi xử lý tình huống này phát sinh tình huống mới, để giải quyết trọn vẹn là câu chuyện rất khó khăn. Bánh ngân sách của mình đang bé, bà Thanh cho hay. Cũng được biết bà Thanh là bồ nhí của cựu chủ tịch nước, cố chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang, và hiện nay bà đã thôi chức bí thư của tỉnh Ninh Bình để về Trung ương. Tiếp tục đối thoại Thủ Thiêm, một nguồn tin cho biết vừa thành lập ngay trong mùa dịch virus Vũ Hán này liên quan đến vấn đề quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổ công tác gồm 8 thành viên do ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân Trung ương, làm tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung chương trình tổ chức đối thoại, ghi biên bản buổi đối thoại với người dân bị thiệt hại từ dự án quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau cuộc đối thoại, tổ công tác đó sẽ tham mưu với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để trả lời với người dân khi có yêu
cầu liên quan về Thủ Thiêm. Có nghĩa là 8 thành viên sẽ gặp gỡ để nghe người dân nói lại về một câu chuyện xưa lắc trong suốt 20 năm qua. Liên quan đến bản quy hoạch này ở cấp cao nhất của chính phủ do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, những cựu quan chức được cho là người trong cuộc ở thành phố Hồ Chí Minh đều còn sống. Khi vương triều Lê Thanh Hải lung lay, vụ Thủ Thiêm bắt đầu được báo chí quay trở lại. Một bài báo đã kể rằng Thủ Thiêm như vừa trải qua một trận ném bom thời chiến. Ông Võ Viết Thanh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ đầu tiên 1997-2001 nhận xét như vậy. Ông Võ Viết Thanh kể từ khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 1996 thì thực tiễn có phần nghiệt ngã hơn. Bom đạn có thể giật sập nhà cửa nhưng đất đai không bị chất hữu, tức là trên cái nền đổ nát dân vẫn có thể dựng tạm được nóc lều để che mưa che nắng. Nhưng những gì đã diễn ra khiến cho hàng trăm gia đình phải ly tán. Thủ Thiêm là một tình huống điển hình về sự tùy tiện của chính quyền địa phương trong quá trình đô thị hóa, thực thi công vụ trái pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng trên diện rộng và lâu dài. Thực tế, người dân Thủ Thiêm từng có cơ hội chấm dứt kiếp nạn cách nay hơn 10 năm. Một tài liệu công bố của Thanh tra Chính phủ cho biết ngày 22 tháng 9 năm 2008, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 549 UBND PCNCM gửi cho Thủ tướng Chính phủ đề xuất không phải là phương án tổng thể và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn bản số 977 VPCP KNTN ngày 3 tháng 10 năm 2008. Không phải Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không biết đã làm sai quy định pháp luật, nhưng thay vì cầu thị sửa sai, pháp nhân công quyền này lại tìm cách hợp thức hóa bằng văn bản đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 quy định quyền hạn và trách nhiệm của Thủ tướng về đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ quyết định chỉ thị của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Ở chiều ngược lại, Thủ tướng không có thẩm quyền cho phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố làm trái luật. Hồ sơ vụ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm cho thấy luật đất đai bị vô hiệu hóa không chỉ bởi bàn tay của chính quyền địa phương mà còn có trách nhiệm tiếp tay từ chính quyền Trung ương. Nếu chính phủ thời điểm đó thực hiện tròn vai người kiểm soát, buộc hệ thống chính quyền địa phương tuân thủ pháp luật, tấn bi kịch Thủ Thiêm biết đâu đã dừng lại từ năm 2008 với cả dân lẫn nhà cầm quyền. Ông Phạm Duy Nghĩa, giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam từng bình luận những vướng mắc của người dân để quá lâu không được giải quyết sẽ thách thức chính danh của chính quyền, làm nghiêng cả niềm tin của người dân đối với các chính sách, xói mòn vốn xã hội hay niềm tin của người dân vào chính quyền. Đây là nguy cơ rất lớn được nhìn nhận trong vài năm gần đây, và trong bối cảnh đó, vụ việc được xem xét lại. Xem xét lại rồi sao nữa? Chưa ai có thể đưa ra được đâu là ánh sáng cuối con đường hầm, và khi vẫn nhiều phiên bản Thủ Thiêm trên toàn quốc vì những định chế sẵn có từ tòa hành chính không đủ thẩm quyền, chuyên môn, sự độc lập để giải quyết những xung đột như Thủ Thiêm trước đây, như Lộc Hưng hôm nay, và vốn đã bị tác động bởi lợi ích kinh tế đan xen quyền lực chính trị. Dịch virus Vũ Hán, sáng ngày 12 tháng 4, Mỹ vượt mốc 20.000 ca tử vong, bệnh viện Nga quá tải. Thế giới hiện có 1,8 triệu ca nhiễm virus Vũ Hán chủng mới gây ra bởi dịch virus Vũ Hán, với số ca tử vong vượt 106.000 người theo hãng tin Reuters. Bản tin cập nhật lúc 7 giờ 50 phút sáng ngày 12 tháng 4. Bộ Y tế Mexico ngày 11 tháng 4 ghi nhận có 375 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia này hiện là 4.219 cùng 273 trường hợp tử vong. Panama công bố thêm 260 ca nhiễm mới trong ngày 11 tháng 3, nâng tổng số ca nhiễm tại đây thành 3.234 cùng với 79 trường hợp tử vong.
Trung Quốc thông báo số ca virus Vũ Hán tại đại lục đã tăng 81.953 lên 82.052 vào ngày 11 tháng 4, trong đó 63 trường hợp không có triệu chứng. Ngoài ra, số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục là 3.339 trường hợp. Còn số ca tử vong ở Mỹ vượt mốc 20.000 ca. Số ca tử vong vì virus Vũ Hán của Mỹ ngày 11 tháng 4 đã vượt mốc 20.000, đưa quốc gia này trở thành đất nước có nhiều người chết nhất thế giới. Theo thống kê của Worldometer, số ca tử vong của Mỹ đã tăng 18.747 ca lên 20.466 ca tính đến lúc 5 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Ngoài ra, số ca nhiễm của Mỹ cũng tăng từ 502.876 lên 529.343. Hãng tin Reuters cho biết số ghi nhận khoảng 2.000 ca tử vong mỗi ngày trong vòng 4 ngày qua. Các chuyên gia y tế cảnh báo số bệnh nhân qua đời vì virus Vũ Hán tại đây có thể lên 200.000 người vào mùa hè nếu như người dân không nghiêm túc thực hiện các biện pháp hạn chế dịch lây lan. Số ca nhiễm và ca tử vong tại một số quốc gia khác. Ý là quốc gia có số ca tử vong đứng thứ hai toàn cầu trong đại dịch, số người chết vì virus Vũ Hán tại đây tăng 619 người trong ngày 11 tháng 4 thành 19.468 trường hợp. Trong khi đó, cơ quan y tế Ý cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng 4.694 lên 152.271 ca. Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận có 5.138 ca nhiễm và 95 trường hợp tử vong vì dịch virus Vũ Hán. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Parantin Koca ngày 11 tháng 2 xác nhận quốc gia này hiện có 52.167 trường hợp mắc bệnh và 1.101 người chết. Bộ Y tế Pháp ngày 11 tháng 4 thông báo số ca tử vong vì dịch bệnh đã tăng từ 13.193 lên 13.832 so với một ngày trước đó. Số ca nhiễm tại quốc gia này cũng tăng thêm 4.758 thành 129.654 ca. Triều Tiên kêu gọi mạnh tay bảo vệ người dân khỏi virus Vũ Hán. Hãng tin quốc gia Triều Tiên KCNA đưa tin Bình Nhưỡng kêu gọi các biện pháp mạnh tay và toàn diện để bảo đảm sự an toàn đối với người dân trong đại dịch virus Vũ Hán. Lời kêu gọi này được đưa ra tại cuộc họp của Trung ương Đảng do Chủ tịch Kim Jong-un chủ trì. Tuy chưa ghi nhận nhiễm chính thức nào, KCNA cho biết Triều Tiên ghi nhận dịch bệnh lây lan đang tạo ra chiều hướng đáng ngại đối với nỗ lực xây dựng kinh tế của mình. Trong cuộc họp ngày 11 tháng 4, các lãnh đạo Triều Tiên đã thông qua một nghị quyết chung nhằm thực hiện nhiều biện pháp toàn diện nhằm bảo vệ cuộc sống và an toàn của người dân. Saudi Arabia gia hạn lệnh giới nghiêm. Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã thông qua quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm tại đây cho đến khi có thông báo thêm giữa lúc dịch bệnh virus Vũ Hán tiếp tục lây lan. Lệnh giới nghiêm của Saudi Arabia có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 và sẽ được thực thi từ 19 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Lệnh này ban đầu được áp dụng trong vòng 21 ngày kể từ thời điểm có hiệu lực tại thủ đô Riyadh và nhiều thành phố khác của Saudi Arabia. Lầu Năm Góc đẩy nhanh sản xuất khẩu trang N95. Dựa vào đạo luật sản xuất quốc phòng DPA, Lầu Năm Góc ngày 11 tháng 4 tuyên bố đang hối thúc việc sản xuất khẩu trang theo tiêu chuẩn N95. Vật dụng thiết yếu để bảo vệ và nhân viên y tế khỏi virus trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Nguồn khẩu trang N95 hiện đang trở nên khan hiếm tại nhiều nơi ở Mỹ. Quân đội Mỹ sẽ chi 133 triệu đô la để nâng sản lượng khẩu trang N95 tại nội địa. Trung tá Max Andrew cho biết khoản chi này sẽ giúp Mỹ có thêm 39 triệu khẩu trang N95 trong vòng 9 ngày sắp tới. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng DPA để giải quyết nhu cầu liên quan đến virus Vũ Hán sau khi thuyết phục thành công Nhà Trắng thông qua. DPA cho phép Tổng thống Mỹ mở rộng sản xuất công nghiệp và các sản phẩm quan trọng đối với an ninh quốc gia. Bệnh viện Nga tắc nghẽn.
Điện Kremlin ngày 11 tháng 4 cảnh báo một lượng lớn bệnh nhân virus Vũ Hán đổ về đang khiến cho bệnh viện tại thủ đô Moscow, Nga trở nên quá tải. Tình hình tại Moscow và Petersburg, nhưng chủ yếu là Moscow đang khá căng thẳng vì số người bệnh tiếp tục tăng lên, hiện có một lượng lớn bệnh nhân đổ về. Chúng ta đang chứng kiến các bệnh viện ở Moscow làm việc vô cùng căng thẳng theo một cách quả cảm và cấp bách, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov tuyên bố trên sóng truyền hình quốc gia. Nga đã ghi nhận 13.584 ca nhiễm virus Vũ Hán chủng mới và 106 bệnh nhân đã qua đời vì dịch bệnh. Ông Peskov nhận định phải thêm vài tuần nữa mới có thể xác định Nga đã tiến gần đến thời điểm xấu nhất hay chưa. Xin dành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.